Quang Trung và múa cờ hội Tây Sơn, điệu múa cờ hội này theo trận đồ thủ pháp của nghĩa quân Tây Sơn. Kính thưa quý khách,
để giới thiệu thêm về cái trống hồi trống trận Quang Trung này. Thì năm 1790, khi Quang Trung cử cháu là ông Phạm Công Trị, giả của Quang Trung đi sứ, thì Quang Trung đã cho cái dàn nhạc này sang Trung Quốc để mà giao lưu văn hóa. Thì trong cái hội điển sử lệ của Sử Nhà Thanh, người ta chép là không có một cái gì của Trung Quốc cả. Nghĩa là đây mang đậm nét đặc trưng của Đại Việt chúng ta. Kính thưa quý khách, Bình Định được mệnh danh là miền đất võ. Và truyền thống thượng võ này đã đi vào dân gian qua những câu ca như Roi Thuận Truyền, Quyền An Vinh, Trai An Thái, Gái An Vinh, hay Ai Về Bình Định Mà Coi Con Gái Bình Định Bỏ Roi Đi Quyền. Và để phần nào thấy được nét văn hóa này của người Bình Định, mời quý khách cùng thưởng thức một số tiết mục võ cổ truyền của Tây Sơn Bình Định. Cẩm Tú mở đầu với tiết mục Hùng Kê Quyền. Chương trình với tiết mục Thái Sơn Côn. Song đấu Roi Chiến Công Trọng do Minh Khương và Trúc Lượng biểu diễn. Hồ Sĩ nối tiếp chương trình với tiết mục Song Kích. Thank you.
sàng Mâu Trường. Hồng Nhung với tiết mục Săn Đao Phá Thạch. Tam Lấu Roi Công Rậm do Hồ Thứ, Tấn Hùng, Ngọc Mến biểu diễn.